Hi, chào mừng tất cả các bạn đến với phòng tiêu diệt Covid với tụi chị nha. Hôm nay chúng ta sẽ dùng tiêu chí lập trình để tiêu diệt Covid và mang lại một cái Tết thật là an toàn và vui vẻ cho mọi người nhé. Nghe đến tiêu diệt lập trình, có thể các bạn sẽ thấy khó và lạ lẫm lắm đúng không nè? Thật ra, tiêu diệt lập trình có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta. Có thể là ở nhà nè, ở trường và thậm chí khi các bạn đang chơi một trò chơi nào đó nữa. Hôm nay, chị sẽ giới thiệu với các em một trang web tên là Kidlow Coding. Ở trang web này có rất nhiều trò chơi đáng yêu và rất là thú vị đó nha. Sẽ giúp các em trau dồi kỹ năng để có thể chiến thắng quỷ vương Covid. Chúng ta có thể đóng vai là một người dẫn đường, hướng dẫn cho các bạn nhân vật trong game đi đến nơi các bạn cần đến, ví dụ như là xe bán kem này. Chúng ta còn sẽ là những người hướng dẫn cho bạn thỏ đi đến những củ cà rốt mà bạn rất là yêu thích bằng những mũi tên có trên màn hình. Và hướng dẫn cho bạn tím ăn những quả dâu thật là ngon lành bằng những mũi tên và những nhóm lệnh có trên màn hình nhé. Các em nhớ tham gia ngày hội và tham gia phòng tiêu diệt Covid với tụi chị nha. Chúng ta sẽ vượt qua các vòng chơi khó khăn thật là vui vẻ với nhau. Chị sẽ để link ở phần mô tả bên dưới đây nhé. Các bạn hãy tham gia cùng tụi chị nha. Chị bật mí là có rất nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đợi các bạn đó.